Mà các anh chị biết rồi, nam là gì? Nam là cái phương vị liên quan cái gì? Liên quan đến danh vọng, liên quan đến danh tiếng. Khi các anh chị kích hoạt cái phương vị bên nam nó lên, nó mà khô, khoáng, sạch, đúng không ạ? Nó nạp khí nam, nó nạp khí phong vào nhiều, thì chúng ta sẽ phát về cái gì? Chúng ta sẽ phát về danh vọng, phát về danh tiếng, đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta mà để cái phương vị phía nam đó nó bị nhiễm khí uế, đúng không ạ? Tức là chúng ta có thể là chăn nuôi tại phương vị phía nam này, và chúng ta đặt bếp, chúng ta đặt vệ sinh vào phương vị phía nam này, thì chúng ta sẽ làm gì? Danh tiếng mất, danh vọng mất, mà đặc biệt sẽ xảy ra vấn đề chúng ta sẽ bị hay bị thị phi các anh chị ạ. Có việc không đâu không đâu, chúng ta cũng mang tai mang tiếng thị phi, và làm ăn rất là khó. Đặc biệt ở phía sau này nó sẽ ảnh hưởng về nhân đinh các anh chị nhá, ảnh hưởng về nhân đinh và ảnh hưởng về tiền tài.